xin chào các bạn nhé. Hiện tại tôi đang có mặt ở chợ Nước Hai thuộc huyện Hóa An, tỉnh Cao Bằng. Thì hôm nay tôi có qua đây mua một ít đồ dùng đây. Tôi sẽ nhân tiện để ghi một vài cảnh sinh hoạt của cộng đồng của chợ vùng cao này các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo chân tôi. Bây giờ tầm khoảng 9 giờ rồi thì chợ cũng khá là đông. Mình sẽ xem cái khu vực ngoài này có cái gì nhiều hay nào. À đây thất nghiến này. Thất nhiều đấy nhỉ. Cái cách nhỏ nhỏ này bao tiền anh? 30.000 à? 30.000. Đẹp lắm. Tí nữa mua một cái nữa. Của nhà mình hết á. Đây. Đây tầm tầm. Cái này là cùng một cây đấy nó. Cái này 50. Cái này này. Cái đây toàn là thất nghiến đấy. Rất là nhiều. Chợ này được bày bán rất là nhiều gừng nghệ này. Chứ đâu cũng thế. Kiếm được nhiều cá sông nghe nò. Tập cá sông đây nè. Bắt ông cá sông không? Bây công an rồi. Cái này ngân hàng tên gì? Cái này bán bao nhiêu rồi cái này? Cái này bao nhiêu? 20.000. 20.000 à? Ừ. Cái loại đang làm lòng cái này. Cái này cũng 20.000. 20.000 à? Đi, lấy cái loại cá nhỏ này cho em 40.000 đi. Ba lạng. Đấy cá bống đều. Ờ đấy cá bống này. Đấy 60.000 nữa. Ôi đi nhiều quá các bạn. Nhiều quá. Thôi được rồi. Tầm này đủ bữa là được rồi. Cái này đi đánh ở đâu rồi cô? Cái này cá sông hết là. Đánh cá sông ấy. Đánh sông rồi. Cá sông rồi đừng nhỉ. Ui, khu vực này cá nhiều rồi đấy. Đây, cái này tôi nghĩ là toàn là cá ao nhiều lắm. Cá rô phi, cá chép, cá mè. Toàn cá ao, cá hồ nhiều lắm.
Bây giờ thịt lợn đắt, anh em bà con là sử dụng cá nhiều. Đây bên này còn này. Chết chiên thì thôi. Chết chiên là phần đâu? Chết chiên là phần gì vậy? Là để tham hạ chiên bà ơi. Chết chiên thì tôi thì tám, tôi thì tám thì nó khác đây phần tí nâu, nó để áo đắt nhỉ? Nhảy ra ngoài mà con rồi này. Chỉ có trong ngày hôm nay, thứ nhất trong ngày hôm nay xin trân trọng kính mời và kính mời. À bên kia có bánh hai bằng này. Rồi vào một cặp để ăn thử xem như nào. Cái này bánh này bán như nào, có cái này là bánh này à? Cả 20.000 con đây, ngon lắm đấy. Một cả 20.000 á? Trong ngày hôm nay xin trân trọng kính mời và kính mời. Bánh gai này, bánh gai bán như nào? Bánh gai với 10.000. Tôi 10.000 thôi. Khách nào giảm giá, giảm giá là giờ ra ra Sài Gòn giảm giá 30.000. Để đâu một đôi nhé, để hai đôi đi. Xin kính mời tất cả bà con hai đôi đến gia đình của tôi và mua cho gia đình cho bạn. Yên tâm đi, bánh của con này nhân là cái nhân đồ. Ở nhân đồ đi. Trong ngày hôm nay, thứ nhất trong ngày hôm nay xin trân trọng kính mời con và kính mời. Mới ở. Mới kính chào quý khách nào giảm giá là giờ rất ra Sài Gòn giảm giá 30.000 đối với cơm mang lên 40.000 một đôi giày búp bê là xin kính mời tất cả bà con anh em trong đội gia của chúng tôi là mua cho gia đình cho đại gia đình của mình là. Ăn bánh cà lam nữa không? Thôi thì thôi rẻ là phải xa vào. Lấy một cái cà lam đi. 20.000. Trong ngày hôm nay, thứ nhất trong ngày hôm nay xin trân trọng kính mời và kính mời. Mang vào quý. Được nè, rồi à, mua giúp cô xem nào, thanh niên nhanh chóng. Vâng, cô xin. Em chụp cái gì? Em chụp nhờ cái nhé. Mày xin. Đây hai cân tới đấy. Một cân vai, một cân lá chỉ. Đen là nhìn gì nhỉ? Tất cả áo quần cùng với thanh nó vừa tay hoa em ấy nhận tổ hắt chồng quà với ông ấy đi thật gì đó. Bé thắng chụp em ơi. Vâng, bán được một nửa chứ chị, gần hết rồi nọ. Đi lên sao mà bạn hết à? Chết chị ngồi, hay là ông ăn nền ké ở đây bố? Ăn nền quá chạy trồng cát này đây. Cái này là đôi bao nhiêu chứ? 50.000 một đôi. Sắp hồi đến đây là hả em? Cái này. Ôi, đang được nhiều nhỉ, thanh niên đấy. Nọc phúc hồ ăn này. Đôi tốt này, nọc phúc hồ. Đôi bao nhiêu cái này làm như này? Trăm trước tiên. Hả? Trăm. Đôi to 100. À, đôi to 100. Ừ. Đôi này, đôi nhỏ này 60 nhỉ?
chó cái gì vậy nhỉ? Chó con này bán bao nhiêu con hả chị? Xem mấy con này giá bao nhiêu? Từng con là bao nhiêu? 300 một con ạ. À? Con thì cùng nhau đi.